Oh yeah, hello, xin chào mọi người. Chính là hoàng đế nắm mèo trùm huyền thoại và vĩ đại của vương quốc game NMT đây. Bây giờ thì ta hoàng đế nắm mèo trùm huyền thoại và vĩ đại của vương quốc game NMT quyết định là tối nay gọi là chơi livestream và cũng như là quyết tâm hoàn thành một tựa game đã rất là tuyệt vời từ rất lâu rồi mọi người ạ. Đó là game Batman Arkham Knight. Game này thì nó là một trong những cái dòng game trong series dòng game Batman Arkham đấy mọi người ạ. Có 3 bản, 3 phần. Thì hồi đó thì ta cũng đã phá đảo phần 1, phần 2 rồi mọi người. Hoàn thành rồi. Chỉ có phần 3 đây là chưa thôi. Nên hôm nay thì gọi là đã quá lâu rồi ta chưa có chơi là cái dòng game này. Nên hôm nay ta quyết định là hoàn chơi nó hoàn thành nó mọi người. Độ khó normal. Độ sáng phụ đề bật rồi, ok luôn. Trời ơi, game hồi xưa bây giờ chơi trên máy PlayStation 5 thì phải nói là tuyệt có cả DLC được mọi người, game này nhiều thứ lắm. Nhưng mà chúng ta cứ vào cốt truyện chính đi. À, đây là cái nhà xác nha mọi người, chỗ phòng gọi là cái ta cái nơi để mà hỏa thiêu xác người ấy. Chúng ta có thể thấy là đây là thi thể của một trong những cái nhân vật phản diện gọi là chính của tựa game Batman đã xuất hiện ở đây mọi người ạ, đó chính là Joker. Như chúng ta cũng biết là ở ở cái phần 2 thì tức là bản Arkham City thì Joker đã gọi là lên bảng đếm đếm số mọi người ạ. Thì ở cái phần 3 này thì chúng ta tiếp tục với lại hành trình của Batman sau khi mà Joker đã lên bảng đếm số thì mọi chuyện sẽ diễn biến ra sao đây? Như vậy đấy, Joker thì chắc là cũng không cần phải nói nhiều ở đâu nhỉ? Ai mà gọi là fan của cái phim Batman thì chắc biết hết rồi. Cũng không cần nói nhiều về cái nhân vật quá nổi tiếng này nữa. Let's go. Lửa lên, nổi lửa lên, lên. Lên lửa đi chứ. Phải công nhận là Joker mặc dù đã lên bảng điểm số nhưng mà thanh niên này vẫn có một cái nụ cười rất chi là mãn nguyện mọi người. Ta phải nhớ cái nút X này thật thật là lâu thì mới gọi là giúp cho Joker gọi là được siêu thoát mọi người ạ. This is how it happened. Đây là This is how the nơi câu chuyện Batman xảy ra như thế died. nào, và đây là nơi chúng ta sẽ được thấy người dơi lên bảng đếm số. Wow.
rất là tuyệt vời. Trời ơi. Months ago, Joker was cremated. I pressed the button and bastard myself. And then ra đi của Joker đấy. Gotham braced itself for the inevitable power struggle, but it didn't come. Crime actually fell. Deep down, I knew war was coming. I was just waiting for someone to pull the trigger. Nói chung thì chơi là những game cũ cũng không phải là điều gọi là quá tệ đâu mọi người. Tại vì với những cái thế hệ next gen console mới thì những cái dòng game kể cả là game cũ nữa thì đồ họa vẫn được cải tiến mọi người ạ. Thanks. No problem. Oh, thanks, honey. So, what'll it be? Your usual? Sure. Okay, chicken salad with no dressing. No, you know what? Make it waffles. With a side of bacon. Don't tell my wife. Whatever you say, officer. Chúng ta oh, thấy là... if you want some more coffee, just shout. Chúng ta đang gọi là đang vào vai của một sĩ quan cảnh sát đang gọi là đang ăn tối ở một cái gọi là một cái cửa hàng ăn vậy đó mọi người. Hey, I'm sorry to interrupt your dinner, officer Owens. But there's a guy smoking over there in the corner booth. Wait here. I'll have a word. Coi có một thanh niên nào đó làm loạn sau đó và đến lúc sĩ quan cảnh sát phải đi làm việc rồi. Cũng cái gã hút thuốc ở cái góc bàn. Xem nào, thanh niên nào. Đây. Yo, đây không. Ồ cái gì không phải hút thuốc, cái gì khói ở trong cái túi gì vậy. Excuse me, sir. There's no smoking in here. Ai không có được hút không? Ở trong này. Oh man, ghê vậy. What the hell? You. Whoa, what? Yo. Hả? Úi giời, ghê quá. Thanh niên này đang được thanh niên xung quanh cảnh sát đang được rút súng ra thì yo. Trời ơi. Man, chỗ này tự nhiên sau khi mọi người hít khói xong thì bị một cái ảo giác gì đó mọi người ạ, và tất cả mọi người đều phát điên lên. Wow. This demonstration used just 5 ounces of my latest toxin. Tomorrow this will seem like child's play. Đó là scare away mọi người. This is your only warning. Đây là lời cảnh cáo cuối cùng với thành phố Gotham. Oh man. Rồi, vậy là Scarecrow đã quay trở lại và làm loạn thành phố rồi. Batman đâu? Vậy là người dân trong thành phố đang di tản mọi người ạ. Thì ở đây nó rất là loạn và... Scarecrow's threat work. Yesterday there were 6.3 million people in Gotham City. Today, not so many. Hồi đó vậy là người dân ở thành phố Gotham di tản sau khi mà Scarecrow khủng bố rồi mọi người ạ. Lúc trước là có tới 6,3 triệu người ở tại cái thành phố Gotham này luôn, còn bây giờ thì còn có vài mống. The streets are the sort that enjoy the chaos. Gotham. Vậy là bây giờ chỉ còn lại những cái tên tội phạm cộm cán của thành phố Gotham sau khi mà Joker đã lên bảng đếm số mọi người, là gồm có Penguin là cánh cụt á và có cả Harvey Dent nữa.
vì tội phạm đã bắt đầu làm loạn trở lại rồi, và bây giờ nó còn loạn hơn từ cái thời mà Joker lên bảng đếm số đó mọi người ạ. Giờ rồi người dân ơi, just 24 hours for us to lose control of the city. Là sau 24 giờ sau là thành phố mất kiểm soát rồi. Tonight, Gotham's relying on one man to save us all. Bây giờ thì hãy để cho người dân gánh tim. Yeah, người dân ơi, oh my god. Úi giời ơi. Vậy là nhân vật chính của chúng ta đã xuất hiện rồi. Wow. À, nó tới chơi. Nó sẽ đi gặp cái ông gọi là ông thị trưởng Gordon đi. Bằng cái xe. Let's go. Cái dòng game Batman Arkham Knight này nó là một trong những dòng game phải nói là hoạt động rất là đã. Cũng rất là hy vọng là trong tương lai sẽ còn những cái bản dòng game Arkham mới mọi người. Quá không chơi kiểu ta sẽ cảm thấy là phải hơi mất thời gian một tí xíu để mà làm quen lại với các cơ chế game rồi. Chúng ta có thể thấy là ở bên cái dòng bên Arkham Knight là thành phố đã trở nên lớn hơn. Stay safe, Barbara. You still know how to make an entrance. How's the evacuation going? Last bus crossed the city limits an hour ago. I'm just glad my little girl got out when she did. Now the real work begins. Any lead on Scarecrow? We were tracking an unknown military vehicle speeding through Chinatown. It's the only lead we've had all night, but they gave us the slip. With the evacuation, I just don't have the manpower left in the city. If you find it, tell your men not to engage. I'll deal with it. Do you really think Scarecrow's crazy enough to detonate a chemical weapon in Gotham? I won't let that happen, Jim. In case you need to reach me, it's going to be a long night. All units, we've got a 1033 in Sector 2. Missing patrol car. Unit 247. Suspected officer down. Hey, Batman. Every damn time. Oracle, I need the location of Unit 247. Already working on it. How's my dad doing? He's holding up. Somehow, he always does. Okay, I'm sending through the squad car's location. Be careful. It's not looking good out there. Đây là Oracle đó. Chính là Barbara Gordon. Con gái của... ông Commissioner Gordon. Yes, right. Yeah. Chúng ta sẽ đi giải cứu những cái gọi là cảnh sát bị mất tích đó mọi người.
Let's go, let's go. Okay, okay, we'll join a couple of riots. But I can't be out all night. It's my turn to watch the kids tomorrow. Nói chung thì hồi đó thì không gọi là không nói với hồi đó cái dòng game Batman Arkham này cũng là một cái dòng game mà cấu hình phòng cứng hồi đó cũng tương đối phải nói là họ rất là nhiều với mọi người vì cái môi trường chiến tuyến nó rất là đông và nó không hề gọi là đơn giản. You're safe. Thanks, Batman. I thought they were gonna kill me. Oh, yo. Shoo. The city's overrun. We don't stand a chance. Stay here. I'll send someone to pick you up. What are you doing? Evening the odds. Where the hell did they get their hands on military hardware? Yeah. Đây là Oracle. I need to track that military vehicle. Batmobile phương tiện, Batmobile phương tiện di chuyển của người dơ đó. Vậy. Chỉ có bạn phần 3 này nó mới có thêm cái siêu xe nha mọi người. Nhìn rất là hầm hố nhá. Có thể chơi dịp chậm và tận hưởng một chút xíu nhìn cái bắt đầu lên. Call up your men, Jim. Go Oscar 5-6, this is Commissioner Gordon. I'm calling off the pursuit. It's too dangerous. Sir, we're right here. We can take these bastards. Don't lose them! What the? They just fired an RPG at us! Who the hell are these guys? 5-6, pull back now. That's an order. Let Batman deal with this. Rồi, kiểu dạng 5-6 has taken a direct hit from an RPG. They're gone, sir. Nó bắn tên lửa mọi người ghê lắm. Don't worry, Jim. He's mine. That takes
care of the vehicle. I need to interrogate the driver and find out what he knows. Để đi ra chà hàng với thằng cha quái xé đó coi. Không biết cái gì. Where's Scarecrow? Cái thằng cha Scarecrow buồn gì ở đâu? Đi chết đi. Ờ cái gì thế này? Dùng cái súng xăm quá nhỉ. Hắn ở đâu? Không có gì để nói với mày hết người dơ à. Nói không, không tao mẹ hết tất cả xương của mày bây giờ. Làm sao mà nói dối là tao bẻ luôn cái tay còn lại của mày ấy nhá. Yeah. cái gì đây? Chemical analyst, phân tích cái chất hóa học ở trên đó. Wow. Oracle, check the chemical analysis I've just uploaded. Sure. Kiểm tra cái chất hóa học vừa mới phân tích mà tôi vừa mới gửi đi. Scarecrow's new toxin. Một cái chất độc mới của Scarecrow. Prepare a full chemical breakdown on the back computer. What are you going to do? Scarecrow's got a safe house nearby. I'm going to pay him a visit. Let's hope this is the break we've been waiting for. This is the place. I should check the penthouse on the top floor. Đi lên chỗ penthouse đó đi. Có lẽ là Scarecrow ở đó đấy. Vì theo cái lời chúng ta vừa mới tra khảo với thằng cha kia thì chúng ta biết được là Scarecrow ở đó. I want you to know the fear that is coming. Listen up, Bat Freak. We're walking out of here, nice and slow. You try anything stupid, I'll blow your brains out. Vậy là Poison Ivy bị bắt làm con tin rồi. But only one of us is getting out of this cell. Nhưng mà Poison Ivy đâu phải là dạng vừa đâu. Chúng ta không tìm được không tìm được là tìm được Scarecrow đây mọi người. Yo. What are you doing here? Why did Scarecrow lock you up? No, hello. Tell me. And what if I don't want to? Then I burn every plant in Gotham. It started with a meeting. What meeting? Everyone was there. Penguin, Two-Face, Riddler, even poor Harley. Scarecrow said he had a plan. That together we could take you out, and Gotham would be ours. Over my dead body. I believe that was the idea.
I told him that I wasn't interested in his pathetic human games. And when I came to, I was locked up in that room. It's such a shame that his vile toxin has no effect on me. Nature always wins. Chất độc của Caron nó không có ảnh hưởng tới Poison Ivy mọi người. Will he ever learn? Các thành phố, các cái gọi là các cái tội phạm ở trong cái thành phố người nhờ gọi đây. Đừng tôi nhanh. You only had to ask. Wow. Các cái tội phạm trong thành phố Gotham thì đang hợp tác lại với nhau để mà lật đổ người dơ mọi người. Wow. Rất là nhiều tội phạm. Rồi chúng ta giống như kiểu dạng một mình chống khủng bố vậy. Go, go, go. Oh. Don't move! Are you sure it's him? Confirmed, it's Batman. Sir, that tank they have backing them up is unmanned. Good. I thought this would be tough. All it took was one tank. Chúng ta gọi xe tới chào hỏi. Chain camera. Assist remote control. Rồi, các bạn ơi. 60mm cannon operational. Cannon 60 ly đã bắt đầu kích hoạt rồi. Bias pressure engaged. Công nhận là Batman. I've spotted six more unmanned tanks moving to Chinatown. Batman có rất nhiều đồ chơi công nghiệp rất là ghê rợn. To leave. The master of understatement as ever. Rồi có đây thôi. Let's go. Alright, I need to know where those tanks are coming from. I'm tracking several transport helicopters moving into the city. There are more on the way. Activate the Batmobile weapon diagnostics. It's time to go to war. Rồi đi hay quá. Mm-hmm.
Bin thì nói là lái nó khá là vui. Một cái thử thách à, để chúng ta cộng điểm thêm cho Batmobile được luôn. Simulation activated. Weapon energy system diagnostic test online. Stage 1. Destroy targets to charge up weapon energy and activate missile barrage. Nếu chúng ta mà sạc được cái tên lửa lên cấp 2, chúng ta sẽ bắn được rất là nhiều cái mục tiêu á mọi người. Ok, tiền men không hiểu luôn. I need to power up the secondary weapon to level 2 before firing. I need to power up the secondary weapon to level 2 before firing. I need to power up the secondary weapon to level 2 before firing. I need to power up the secondary weapon to level 2 before firing. Diagnostic stage complete. Stage 3. Taking damage depletes weapon energy. Charge up missile barrage to level 2 and destroy 4 active targets to complete diagnostic test. chúng đạn là chúng ta sẽ rất là khó để mà sạc lại vũ khí, chúng để mà sạc tên lửa thì có thể giải thích như vậy thôi. Kiềm em hiểu luôn rồi. Let's
đầu nha. Jim, tell your men they can resume their patrols. The tanks have been dealt with. Thank God. Let's hope they were the last. Don't count on it. I need the isolation chamber prepped at the GCPD lockup. I'm bringing in Ivy. Progress with the fear toxin analysis? It's gonna take a little while longer. Drop by the clock tower when you're ready, and I'll show you what I've got so far. Who taught you to drive? Thôi được rồi. Mời em về đồn. Poison Ivy. Dọc. Scarecrow's gonna break you, Batman. Honestly, why do you even bother with these meat sacks? Civil unrest? There's a war on the streets. We don't have the manpower or the equipment. Well, look who it is. Ivy. Well, that's one less thing to worry about. Is the isolation chamber ready? Glad you're putting it to good use. Oh, good. Another cell. Rồi thôi, vào xà lim nha. Nói chung thì Poison Ivy bị bắt khá là dễ mọi người. You feel safer now that I'm all locked up. The reality of the situation is this. You know these walls won't hold me for long. Still, if it makes you feel safer, I'll indulge the fantasy for now. Chance to evacuate. We all made your choices. You have my word that each and every one of you will be commended when this is over. But the work starts now. Priority one, we're here to save lives, and it starts with the lives of your fellow officers right here at this precinct. I want a minimum of 4 guys on the roof at all times and a 6-man element patrolling the perimeter. We keep this building locked down. The only people who get in or out are our guys and the Batman. Now, those punks out there think they own this city, and as things stand, they're right. We're outnumbered, outgunned, and understaffed. But if we work smart, we'll get through this and take back the city piece by piece. We have outlying patrols searching for Scarecrow in Bristol, Kingston, Drescher, Otisburg, and Port Adams. We got a half dozen choppers patrolling the skies, but make no mistake, we are not in control. Until we know what we're dealing with out there, that we have a solid lead on Scarecrow. Our priority is to dig in here and look out for our own. Any questions? Okay, I'm gonna run through this one more time so we're clear. Priority one, we're here to save lives. And it starts with the lives of your fellow officers right here at this precinct. I want a minimum of 4 guys on the roof at all times and a 6-man element patrolling the perimeter. We keep this building locked down. The only people who get in or out are our guys and the Batman. We have outlying patrols searching for Scarecrow in Bristol, Kingston, Drescher, Otisburg, and Port Adams. We've got a half dozen choppers patrolling the skies, but make no mistake, we are not in control. Until we know what we're dealing with out there, until we have a solid lead on Scarecrow, our priority is to dig in here and look out for our own. Okay, I'm gonna run through this one more time so we're clear. Priority one, we're here to save lives. And it starts with the lives of your fellow officers right here at this precinct.
I want a minimum of 4 guys on the roof at all times and a 6-man element patrolling the perimeter. We keep this building locked down. The only people who get in or out are our guys and the Batman. We have outlying patrols searching for Scarecrow in Bristol, Kingston, Dresher, Otisburg, and Port Adams. We've got a 6 choppers patrolling the skies, but make no mistake, we are not in control. Until we know what we're dealing with out there, until we have a solid lead on Scarecrow, our priority is to dig in here and look out for our own. Okay, I'm gonna run through this one more time so we're clear. Priority 1. Come on, answer the phone, damn it. These ain't the usual weapons we find on Gotham lowlifes. These ain't the usual lowlives, neither. I hear you. Took 4 of us to stick that guy in the cell. That's with a broken arm. Just about. The signal's real bad. I can't believe how quickly everything's changed. I was doing a normal shift on a normal day, and now this. Damn it! I've got men dying down here. Screw you! Damn bureaucrats. We're on our own. We can handle it, Jim. What's the latest? We've got incidents cropping up all over the city. Cash, give us a rundown. All right, let's see. First up, we've lost contact with the fire crew from Station 17. We've got their last known coordinates, but they're not going to survive out there on their own for long. Then there's this. It's a strange one. Body turned up. We didn't have long to look before the evacuation, but the forensics boys seemed freaked out. Real nasty. Also, we've had several sightings of the Riddler creeping around the train yard. Knowing that guy, he's gotta be up to no good. Look, I know you're busy, but anything you can do to help is going to save lives. Don't worry, Jim. I have someone working a lead on Scarecrow. I'll see what I can do. Good to hear. I've got a skeleton crew searching Gotham south and west. I'm gonna join him when I'm done here. We're gonna find that son of a bitch. Fernandez, it's Gordon. Give me an update. Chúng ta chọn nhiệm vụ ha. I'm going to investigate that crime scene. If there's a serial killer in town, I'll find them. Good luck out there, Batman. After you finish searching the docks, I want you to link up with Michaels and work your way back along the East River. Never seen him up close before. Go in pairs. Watch your backs. If you spot something, call it in. This ain't the time to... We've got your back in here, Batman. All of us. Owens from the diner probably wants you dead, but everyone else? Team Batman. Per your request, I've created a series of diagnostic simulations to test the various functions of the suit and Batmobile. Simply select the appropriate program, and the Batcomputer will provide a navigational marker. Nhưng mình có thể chơi khá lâu để mà có thể mở khóa được rất là nhiều cái thứ hay ho nó đó mọi người. Hiện tại chúng ta có 1 điểm rồi, chúng ta có thể nâng cấp một cái gì đó.
Nói chung thì nâng cấp đây là nâng cấp về giáp của Batman. Đây cũng là một dòng game mang những cái yếu tố cày cuốc RPG, chúng ta có thể làm nhiệm vụ để tăng skill cho game nó hay hơn. Nói chung là tức là chúng ta mạnh hơn, quên. Trong chiến đấu của game cũng rất là nhiều thứ để nói nhé. Yep, poor bastard. He ain't gonna be able to live with himself when he finds out what he did in that diner. He's gonna lose his badge for sure. Owens is a good cop, lives for the job. He don't deserve this. Paramedics say there's nothing we can do for him. Just pray. I've known the guy for years. He wouldn't hurt a fly. Seeing him like this, it ain't fair. Là thanh niên này bị dính độc của Scarecrow đó, mọi người, nên rất chi là gọi là điên loạn. I guess Scarecrow gave you the slip. You broke my wrist for nothing. He's got plans for you, Batman. You and all your friends. Tonight's the night we finally break the bat. Thanh niên này lúc này bị chúng ta bẻ tay và đang rất là cay cú. Got nothing to say? How about an apology? I've never seen anything like this, man. Even Gordon looks worried. Nothing scares that guy. It was too quiet for too long. They were planning it, biding their time. That's all we've been hearing on the news is how great Gotham is. Gotham is cured, zero crime. What did we all do? We lapped it up. We should have known better. Gotham's as sick as it ever was. It's hitting the rookies the hardest. Some of them are just out of the academy. No amount of training prepares you for this. Batman, we're not doing too good in here. It don't look it, but we're the lucky ones. Great help we all turned out to be. The lowlives out there must be laughing at us. These guys were ambushed over in Chinatown. Said there were 50 or 60 rioters. Molotov cocktails, bricks, you name it, they threw it. Another unit just got attacked. I've got injured officers and civilians en route. We need you back out there, Batman. Batman,
Just want to say it's good to have you on board. You're probably safer than all of us down here put together. But be careful, please. I still keep seeing that car coming for us, Batman. I was like a rabbit in the headlights. This thing's had a serious upgrade. Air support saw it turn into some kind of tank. Nice. Don't get too close. He's here. Back up. Performing to your high expectations. Actually, Lucius, she's a little sluggish. I had a feeling you'd say something like that. Give me a few moments, and I'll bring the afterburner function online. Thanks, Lucius. It was good of you to stay behind. You want to thank me, Mr. Wayne? Just try not to hurtle off the road. I should have some more upgrades ready soon. Remnants of Gotham, I have messages for you all. Vandals who stayed behind to pick the still warm flesh from Gotham's bones. Have your fun. You are under my protection. To the cowards quaking behind the police department's walls, you will not be spared. And to Batman, I have already won. Emptied your city with a vial of toxin and a few threatening words. That's how little the safety you provided would work. And when the dawn comes, when Gotham lies in ruins and I turn my gaze to the world beyond, the legend of the Batman will be worth nothing at all. I found the mutilated body Cash was talking about. I'm going to try and establish a cause of death. Blood tests reveal the cause of death was an overdose of painkillers leading to cardiac arrest. Also, the victim's fingerprints have been burned off with acid. A rather unsavory demise. That's not all. It's as though the subject's DNA has been corrupted somehow. There's insufficient information for me to cross-reference the database. I'll have to use the deep tissue scanner to analyze the body for distinguishing features and determine the victim's identity. Right you are, sir. Nó nhân dạng không nhận ra được là đó là ai luôn mà. Nên chúng ta phải điều tra về khám nghiệm về cái tử thi này để mà gọi là biết thêm thông tin mọi người. Kể cả dấu vân tay của nó bị tiêu hủy bởi acid rồi là thấy tên tội phạm hung thủ này nó rất là sửa là xóa dấu vết rất là hoàn hảo các bạn như vậy. Một cái xem cái nghiệp vụ thế nào thì bên mình sẽ điều tra hơn. Sẽ khám nghiệm coi nó có cái gì hot hot đây không. Chúng ta còn có thể kiếm gọi là quét xung quanh hiện trường nữa. Thank you.
Cái gì đây? Cái gì đó là lạ trong này mọi người. Nhìn giống như một viên đạn cái gì nhỉ? Hay là một viên thuốc cái gì đó ở chỗ cái nhẫn à? Chịu. A wedding ring in the lower intestine. Oh, cái nhẫn cưới. Reads, Ophelia. The victim had a hip replacement. Scar tissue hasn't fully healed, so it must have been recent. Thanh niên này mới đi thay cấp hàng. That piece of evidence has been identified. I need to keep looking. I've already scanned that piece of evidence. I should search the rest of the body. Scan of that distinguishing feature is already complete. There'll be more to find. Còn chỗ nào mà chưa kiểm tra không ta? Dầu chúng nó sẽ khám ngoại của thanh niên thì có cái gì hot không ạ? À? Còn có vẻ là khám nội chúng ta cũng tìm thấy được hai cái vật trong cơ thể. Ok, nó chỉ mới 66%, còn cái gì đó nữa cứ kiên nhẫn tìm đi sẽ ra. Deformity on the left ear.
Looks like a result of minor ear agenesis, a birth defect. Alfred, the victim's name is Anthony Lund. Hospital records show he suffered with alcoholism, most probably brought on by the breakdown of his marriage. The name on the ring, Ophelia, his ex-wife. He was last seen in Albuquerque, New Mexico. What's unusual is that they didn't go missing in Gotham. They were brought here and killed. Why? We need to track down whoever did this. Might I suggest keeping an ear out for any more of that ghastly opera music? It sounds ominously like a calling card. Có một điểm nguyên tắc rồi. Chúng ta nâng cấp cho kỹ năng chiến đấu của Batman đi. Đó là những cái nhiệm vụ xung quanh đây. Someone killed, mutilated, and posed a body on Merchant Bridge. If I'm going to stop them, then I need to investigate the crime scene for clues. Tìm và ngăn chặn cái gã sát thủ display hiện thời cái thi thể xung quanh cái chỗ cái bên ngoài của Gotham, cái bất tài. Chung cái vụ câu đố của Riddle khá là mệt mỏi đấy. Chúng ta có thể quay trở lại với cái nhiệm vụ chính luôn được. I'm heading to the clock tower to see what Oracle's found on Scarecrow's toxin. Let's hope it's good news, sir. Di chuyển bằng Batmobile với lại không biết là chuyện dơ thế này thì cái nào nhanh hơn. Chúng ta có thể thấy là cái lối di chuyển bên cái dòng game Spider-Man thì có vẻ nó nhanh hơn. Thank you.
Joker's fun land was still open. Do I come in the Batcave, start messing with all your stuff? You've managed to reduce the compound to its core elements. But there's nothing in there that we can trace. What if we'd been looking at this the wrong way? Instead of searching for the toxin, what if we focus on the manufacturing process? Why didn't I see this? The reaction emits a unique radiation spike. Run a scan of the city for this energy signature. It will show where Scarecrow is creating his fear toxin. It'll take a few hours to bring the satellites into position. We don't have enough time. I'll repurpose the antenna at the movie studios. Bruce, I spoke to Dad. I hate lying to him. He'd kill me if he knew I was still in the city. He still blames himself for this. We'll stop Scarecrow. Jim, we've got a way to find out where Crane's working from. Thank God. What can I do? Get your men ready. Soon as we've got a location, I'll let you know. All right. Thì chúng ta sẽ kết hoạt là cái anten để mà tìm đường tới chỗ của tên Scarab nhìn coi quật theo. The generator's damaged. I need to bypass it and power the antenna directly. Hello again, Mr. Wayne. How can I help you this time? Is the power winch ready for deployment? It's 100% functional. Though no guarantees if you're intending to pull that car of yours up the side of a building. You read my mind. It's in the job description, Mr. Wayne. Batwing's on its way. Thank you.
Yo! How do you plan on getting the car onto the roof? I'll improvise. The winch needs a secure anchor point to function. Once it's attached, just hit reverse. And please be careful with the car, Mr. Wayne. She's one of a kind. Bây giờ bia xe của Batman đã có cái móc kéo rồi mọi người. Không? Yo. Ngon lành. Anchor point is secured to the wall. I can't move it using the Batmobile, but maybe it can hold the car's weight. Cái tháp anten hoạt động rồi à?
Oracle, I've restored power to the radio antenna. Great. I'm connecting now. I was just talking to Robin. I think you should too. Bruce, you need me out there. We can find Scarecrow faster together. What you're working on is more important, Tim. Can wait one night. Let me help. I've got this under control. Okay. Listen, try checking in once in a while. We're partners, remember? He just wants to help, you know. Is the antenna ready? Yeah, but we're going to need a microwave tower to triangulate Scarecrow's location. There's one at Falcone Shipping in the Cauldron. I've marked it on your map. Thanks, Oracle. Yo! Đây là Robin cộng sự của Batman. Scarecrow's men are guarding the antenna. I need to evaluate the threat and plan my attack. If that happens, this whole operation falls apart. What do we need? 5 soldiers, all armed. If I alert them, they'll kill the hostage. I need to reach a vantage point to draw them outside. Tụi này có vũ khí mà rồi chúng ta phải tìm cách mà nhớ tụi này ra ngoài. Nếu không thì con tin sẽ bị đe dọa tới tính mạng. Yeah. Can separate them, they'll be easier to take down. Chúng thì phải làm cho tụi nó tản đi, tản ra thì mới dễ hạ được nữa. Thanh niên ra ngoài đấy, chúng ta cứ xử thôi mọi người. Mấy thanh niên mình có vũ khí nên rất là manh động. Soldiers inside. They think they're safe if they stick together. Lucius, I've got a hostage situation. 3 gunmen. I need to take them all out before they can react. Is it ready?
flexible plates over an MR fluid armor layer. You'll move faster, hit harder, and look scarier while doing so. Send it, Lucius, now. Already airborne, Mr. Wayne. Yeah, đồ mới. Simulation activated. Chúng ta sẽ bay tới và dựa đối thủ à, tôi xem nào. Đấy.
là được chúng ta đang ở trong cái quá trình thực tập giả lập đó mọi người. Let's go. Simulation activated. Ô mày có vẻ hay ấy nhỉ. Yo. Còn nâng cấp được một điểm cho chống đạn đấy. Three gunmen, one hostage. Time to put this suit to the test. If I'm going to take them by surprise, I'll need another way in. Shut up! He's trying to flush us out! The new suit is faster and more mobile. By getting close without being detected, I can get the jump on them, and in the panic, take down all three before they know what's hit them. Trong bộ giáp này chúng ta rất là nhanh nhẹn, chúng ta có thể một lúc tấn công bất ngờ bằng tay không ba đối thủ có vũ khí luôn mọi người, rất là ghê. Let's go, thử xem. Chỉ có Batman trong game mới có thể thực hiện được ba cái vụ mà hình một đời thì cứ xác định. Help me! Man, they said you were quick, but I never saw anyone take down three-armed guys like that. Unbelievable. You're safe now. I'll send someone to pick you up. Thank you. Hey, tell me you're gonna find Scarecrow. That son of a bitch needs to be stopped. Oracle, I've attached the uplink to the microwave tower. Perfect. I made an anonymous call to GCPD. They're gonna send someone to pick up the hostage. Come on, connect. Love the suit, by the way. Okay, both towers are fully online. Time to find Scarecrow. Nhìn nó bị tìm, chúng ta bù nhìn nó rồi. Trời ơi. Game là hay.
I need to use both antennas to identify the micro and radio wave frequencies across Gotham. If I can find both frequencies at the same location, I'll know where Scarecrow is manufacturing his toxin. Radio and microwave frequencies point to Ace Chemicals. That's where Scarecrow's producing the toxin. Jim, I've traced the fear toxin to Ace Chemicals. That's where we'll find Scarecrow. Impossible. I've had a team there ever since the evacuation started, just like you asked. Crane must have bought them off. Or worse. I'm in the air. Notification. Trophy earned. Hold off until I get press the PS button for details. Còn rất nhiều trò ở đây để học tập với người. Chúng ta học hết mấy cái này đi rồi bắt cái Scarecrow. Làm mấy cái này thì chúng ta sẽ tăng được điểm quen tech và có điểm thì chúng ta sẽ rất là mạnh. Và chúng ta sẽ chống được rất nhiều cái thùng. Đang làm thêm cái này đi. Cần ghế. By the time we're finished, there's gonna be nothing left in this stinking city. Simulation activated. Cái đấy nhưng mà là ok luôn. Simulation activated. Simulation activated. Okay.
Mission activated. Simulation. Simulation failed. Hiểu rồi. Sợ ai? Simulation activated. Vô. Simulation activated. Simulation fail. Simulation activated. Nó cái bộ này thì nói chung là chúng ta gắng làm được cho nó có điểm. Có điểm chúng ta nâng cấp được skill. Đâu. Đây là chỗ nằm rớt. Simulation activated. Thêm lần đi. Nó cũng không phải quá khó đâu, hãy cứ bình tĩnh mọi người. Yeah. Xong cái này thì coi như là chúng ta đã có tập 1 của tựa game Batman Arkham rồi mọi người. Thì ta là chuyên tiếp game này. Mọi người hãy cứ yên tâm đi.
một khi cái niềm đam mê game của ta đã trỗi dậy thì game này dễ baby. Continue. Tôi sẽ tăng hết vào đỉnh combat luôn mọi người. Cứ combat vào mà chính. Tôi tăng giáp của mình cái này hoàn thành hết chưa? Ok. Cái này ok. Cái này ok. Cái này ok. Mình đã hoàn thành hết rồi. Rồi, tạm thời ta phải kết thúc tập game này ở đây đây. Coi như đây là tập 1 từ game của game Batman Arkham rồi. Cảm ơn mọi người đã quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Hãy nhớ tới cái tên của ta, Hoàng đế nấm mèo trùng huyền thoại và vĩ đại của vương quốc game NMK, một ngôi sao của thế giới. But yeah. I got a taste of Scarecrow's fear gas.